Mô Phật, dạ con xin kính lễ chư tôn, kính chào đạo tràng, con xin kính lễ pháp sư Pháp Tính, kính thưa đạo tràng, bây giờ đến giờ kính mời một vị lên thỉnh pháp sư ạ, ai xung phong đây? Xin mời một vị giơ tay ạ, thỉnh pháp sư. Rồi, như vậy thì sư phải chỉ rồi. Rồi, mời cô Trần Đạo được không ạ? Ủa, không biết quý vị có nghe sư không ạ? Mời mời một vị lên thỉnh pháp sư nha. Rồi, cảm ơn cô. Dạ, kính chúc quý vị thính pháp được an vui tại lạc. Mô Phật. Dạ, Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Brahmacaloka Dipati Saham Pati Chatan Sian Rang ara chata santi dasat tha para kacatika dese tmanukang pimang pacang satam abering winyan cakayang sut cab bantam abidam macama ako tayang to chatusak cadang dam Babo dhaneye parisayamakye. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản. Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời. Nhắm vườn. Sang thuyết có năm vị ở mang vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cớ tích rõ ràng thỉnh ngài pháp noi đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn nghi tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ, một lần nữa chúng con kính cung thỉnh sư Pháp Tính đã đến với đạo tràng. Dạ, đạo tràng chúng con đã được an tịnh. Con kính mời sư cho chúng con bài pháp tối hôm nay, ngày hôm nay. Dạ, con xin xuống mic. Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa thanh tâm để được trợ nhận cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị nam thính nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Hôm nay thì chúng tôi tiếp tục thuyết giảng đến quý vị là cái chữ là bà hút, là có nghĩa là cái chữ nghe nhiều, là do các vị Asale đã phân tích cho chúng ta biết về cái chữ là nghe nhiều nên được nói đến qua rất là nhiều hình thức,
Do vậy thì chúng tôi sẽ lần lượt chúng tôi trình bày cái gì và chúng ta phải nghe nhiều về cái gì. Vậy thì để bắt đầu vào thời pháp, chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách công tắc. Hôm nay thì tại chỗ chúng tôi ở máy bay rất là nhiều, cũng mong rằng trong cái có thể nào như thiền hộ trì cho nó nghỉ mệt, cho nó nghỉ mệt nghỉ ngơi đi tí xíu rồi khoảng 9:30 mình nó bài tiếp nha. Vậy thì bây giờ chúng tôi xin được làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagavabuddham bhagavanni sokkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato sāvaka sangho saṅkhamma lokassanatthaṃ vadamottamahaṃ buddhaṃ ca dhammaṃ ca dhammāmi saṅkhaṃ. Đệ tử xin nghiêm tình thần khẩu ý dường ân đức của tạo Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của tam bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Thà Gia. Kính thưa quý vị, cái đệ số 5 được bắt đầu bằng một cái câu Phật ngôn ba hú sắc chành chát xích bành chát. Mà ở đây thì trước nhất là chúng ta học về cái chữ ba hú. Ba hú có nghĩa là chúng ta nghe nhiều, nghe nhiều. Vậy thì đối với một người mà giỏi hay là biết xử thế ở đời thì cái người này là do đâu? Là do cái vị này đã nghe nhiều ngay trong hiện tại này hoặc là ở trong quá khứ. Quý vị thấy rằng đối với không phải là ở đây là những cái vị tu sĩ mới nghe nhiều. Chỉ người tu sĩ mới nghe nhiều mà người còn cư sĩ cũng phải nghe nhiều nữa. Nghe nhiều á, quý vị thấy rằng là để làm chi? Để giúp cho mình có nghề nghiệp tinh xảo, quá mình xử lý được những cái tình huống đối với ông trưởng giả cấp cô đặc cũng là những cái vị đã từng nghe nhiều ở trong quá khứ hoặc là ngay trong hiện tại cũng vậy. Khi mà ông nghe Đức Phật thuyết pháp rồi, quý vị thấy rằng ông muốn đi đến mà ngay chỗ cái vùng đất của Thái tử Chê Tát, Thái tử Kỳ Đà, quý vị thấy không? Dù Thái tử Kỳ Đà không muốn bán cái vùng đất đó, không muốn bán, rồi nói một cách chơ chơ muốn mua chỗ nào thì cứ trải vàng chỗ đó. Mà quý vị gặp ông Cấp Cô Độc rồi, coi như là đã nghe pháp, nghe nhiều cái sự lợi ích của Đức Phật thuyết rồi, thành ra rồi Thái tử Kỳ Đà mà nói chơ như vậy, nói chơ như vậy ha, rồi nói lót vàng tới đâu là bán tới đó, rồi ông về ông lấy vàng ông lót, ông lót riết mà đến nỗi mà Thái tử Kỳ Đà là kêu nó ngưng 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 chỗ này
chừa cái chỗ này để mà Thái tử Kỳ Đà cúng, để mà dựng lên cái cổng là cái chùa Kỳ Viên đó. Thành ra nó, quý vị thấy rằng đối với một cái vị mà đã nghe nhiều rồi, mà nghe những cái pháp có lợi ích rồi, là cái vị đó cũng biết là cái cách xử trí, dù cho có gặp những cái bọn mà vô thực có nghĩa mà gây nguy hiểm cho mình, cũng đủ trí để mà mình xử lý. Hoặc là ở trong cái hàng tín nữ thì quý vị thấy rằng có tín nữ của trước tả ra là một cái vị cũng đã nghe nhiều, nhờ cái sự nghe nhiều đó mà đã tế độ được hoàng hậu Sakmavati cùng những vị cung nữ mà chứng quả dự luôn. Thì quý vị thấy rằng thật ra ở trong thời đó mà quý vị mà là một cái người mà không có quyền thế nhiều mà quý vị tế độ được mà hoàng hậu hoặc là những cái cung nữ mà ở trong cung vua, thì cái điều đó nó rất là khó. Thì cũng là do phải có cái duyên lành ở trong quá khứ, rồi cũng phải nhờ cái sự nghe nhiều nữa thì mình biết cái cách để mà mình tế độ. Do vậy mà quý vị thấy rằng đối với Đức Thế Tôn của chúng ta ở trong quá khứ, ngài cũng là cái bậc mà nghe nhiều, đến nỗi mà quý vị thấy rằng nó không phải là nói về cái chuyện mà tu tập không, mà không phải mà nói về cái chuyện tu tập không, những cái chuyện mà nó liên đến thế sự tiền thân của Đức Phật của chúng ta, có nghĩa là khi mà ngài là Bồ Tát ở trong kinh có kể lại một cái câu chuyện, quý vị nghe thì quý vị cùng với chúng tôi hoan hỷ ha. Mỗi lần mà mỗi bài cái bài nghe thì chúng tôi phải ngưng mà thi xíu dạ. Không còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ cảm ơn, cảm ơn Châu Nguyễn dạ. Anh nhớ ngày trước gặp Châu Nguyễn ở bên Việt Nam, rất là hoan hỷ với anh Châu Nguyễn, một người rất có cái sự nhiệt tâm, cũng cảm niệm công đức của Châu Nguyễn rất là nhiều. Và ở đây thì chúng tôi đang nói về cái sự nghe nhiều. Quý vị biết rằng là ở trong quá khứ, Bồ Tát của chúng ta đó, quý vị biết rằng là coi như là một cái vị mà khi mà có cái sự mà nghe như đó, thành ra nó đã cứu được mà một cái đoàn mà người ta đi biển, một cái đoàn thương buôn mà đi biển rất là ly kỳ. Quý vị biết rằng Bồ Tát của chúng ta có kiếp đó, là có sanh ra đó, ngày một cái tên gọi là Phát Rú đó. Có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là trong cái kiếp đó, Bồ Tát mình sanh vào trong một cái gia đình mà gọi là ưa đi buôn bằng thuyền. Có nghĩa là thường xuyên đi biển. Thành ra đó là khi mà Bồ Tát của mình mới có 16 tuổi thôi, mà ngài rất giỏi về cái nghệ thuật hàng hải, là đến khi mà cha của ngài mệnh chung thì coi như là ngài nối cái nghiệp của cha của ngài.
Có nghĩa là quý vị biết rằng là quý vị biết rằng Bồ Tát của chúng ta ở trong quá khứ là ngài rất là giỏi, là ngài rất là giỏi về cái nghệ thuật mà đi biển, cái đi buôn ở biển. Quý vị biết rằng đi buôn ở biển mà đi đường dài là cái cần phải có cái vị nó có kinh nghiệm, là cái vị nó có kinh nghiệm, chứ không thôi thì chúng ta gặp những cái cơn bão chúng ta không có biết tránh né như thế nào, hoặc là chúng ta rơi vào những cái vùng biển đó mà chúng ta không biết là những cái vùng biển đó như thế nào. Chúng tôi thiết nghĩ mà những người mà bây giờ mà người ta làm cái nghề hàng hải này, nếu mà người ta nghe được những cái câu chuyện này đó, chắc có lẽ rằng là sẽ rất là quý báu cho cái cuộc đời mà người ta làm cái nghề hàng. Thì ngày xưa trong cái kiếp đó, quý vị biết rằng Bồ Tát của mình á, là coi như là ngài chuyển nguyên nguyên một cái đoàn thuyền để mà đi biển. Mà khi mà đi như thế nào, đi bao nhiêu người về là cũng được, cũng đủ bao nhiêu người, không có cái gì nguy hiểm đến, nhờ cái tài năng và trí tuệ mà ác. Rồi quý vị biết rằng sau một thời gian ngày đi biển, ngày sống lên đên trên biển một quá, do cái bị ảnh hưởng ngày về á, ngày làm cái người mà giám định những cái giá trị quý, những vật hay là đồ vật hay là con vật quý mà khi mà người ta đem đến cho đức vua đó, quý vị thấy không, ngày mù mà ngày còn làm được cái chuyện đó, đó. Quý vị biết rằng á, ngày là cái người giám định là những cái con vật hoặc là những cái đồ vật mà cho đức vua. Thì khi đó có người á, người ta đem cái con voi đó đến để mà người ta nói với đức vua là xin tặng đức vua cái con voi này nè để mà làm bức tượng, là voi chiến, là voi chiến. Nhà vua đó mới mời Bồ Tát của mình để mà đến mà coi giám định coi cái giá trị của con voi này, nó dùng làm voi chiến cho hoàng cung được không. Bồ Tát mình bị mù mà Bồ Tát mình nó ra, Bồ Tát mình biết việc biết không, dùng tay mà sờ cái thân con voi. Bồ Tát mới nói đức vua, thưa đại vương, con voi này nó bị dị tật ở chân sau, thấy ghê không? Quý vị thấy mù mà chỉ cần rờ trên mình con voi cái thôi là coi như là biết con voi này là bị dị tật
ở cái chân sau. Thì khi đó Đức Vua hỏi cái người này voi có phải không, có phải vậy không? Thì lúc đó cái người này voi mới nói dạ phải. Rồi lúc đó hỏi Bồ Tát là nó bị dị tật là do cái nguyên nhân gì. Thì Bồ Tát mới nói rằng là do khi mà con voi mẹ đó nó sanh ra con voi con mà nó không đủ sức để mang, để đỡ con voi này ở trên người nó, thành ra chưa đến mà trưởng thành á, thì còn để con voi này đứng sớm quá, thành ra cái chân nó yếu, cái chân sau của con voi bị yếu. Quý vị thấy mù mà, Bồ Tát của mình mù mà chỉ cần rờ vô con voi thôi là biết con voi nó bị mà thấy cái gì mà đón được, biết được là trước kia đến cái tuổi trưởng thành mà voi mẹ đã đặt là voi con đứng xuống rồi, thành ra là coi như là nó bị yếu, bị khiếm khuyết về cái chân. Thật ra nó thì quý vị thấy rằng đối với ở trong kinh điển mình học, mình đọc có nhiều cái rất là hay quý vị. Mình thấy ví dụ như bây giờ mà nói về những người mà người ta, những trẻ cũng vậy, những trẻ cũng vậy. Tại sao mà quý vị thấy rằng có những người trong chúng ta, mà ai cũng viết bằng tay phải, mà cái người đó có, trong đó có một người người ta viết bằng tay trái. Là tại sao quý vị? Tại vì mà mẹ của người ta đó, lúc mà người ta còn nhỏ đó, hoặc là cái người mà giữ cái đứa trẻ đó, người ta ẩm nó không có điều, cái tay phải bị úp vào cái hông của cái người giữ trẻ, thành ra cái tay trái thì nó được giống như là nó không có bị úp vào. Thành ra quý vị thấy rằng những cái đứa trẻ đó khi mà lớn lên là nó sẽ thuận tay trái, thuận tay đó, quý vị thấy không? Có nhiều cái điều đó mình nhìn cái thời điểm bây giờ mà mình biết ở trong thì có là đời khi mà chúng ta còn khỏe, còn trẻ, chúng ta có học hỏi những cái điều có lợi ích thì chúng ta sẽ sau này chúng ta sẽ đó. Thành ra khi mà Bồ Tát mình coi rồi người ta đem lại rồi Đức Vua đang tặng cho 8 đồng tiền khác thì người ta để mà la vua ngựa này không có được Đức Vua, không có được đại vương. Hỏi sao vậy? Tại vì nó không có đủ sức bền bỉ của nó. Thì hỏi cái người này là Bồ Tát nói vậy phải không? Nói phải, là do cái con ngựa mẹ đó sanh ra cái con ngựa này là nó ngựa mẹ bị chết sớm, thành ra không có đủ cái số để mà chăm sóc cho ngựa con. Thành ra coi như là do mà quý vị thấy rằng khi mà chọn cái con ngựa đó để mà làm ngựa cho vua cởi thì quý vị thấy rằng là gặp ngựa mà yếu, nó có những cái khuyết điểm đó thì coi như là không có thể nào mà làm ngựa cho vua cưỡi được hết đó. Mà biết buông cái mớ rờ vào con ngựa đó là biết cái khuyết điểm của con ngựa đó, đó mà biết là do cái nguyên nhân gì nữa, do cái nguyên nhân là con ngựa mẹ nó đẻ ra con ngựa con mà vừa đẻ ra nó chết, thành ra nó không đủ cái sữa của sữa mẹ để mà cho con ngựa nó uống, thành ra do vậy mà lớn lên nó bị cái khuyết điểm đó. Thành ra sau khi đón xong cũng cho Bồ Tát mấy đồng tiền vàng, 8 đồng tiền vàng gì đó. Rồi có người ta đem cái chiếc xe đến để mà cho Đức Vua, tặng cho Đức Vua làm cái xe để mà đi. Thì quý vị thấy rằng Đức Vua cũng kêu Bồ Tát ra nữa, ra để coi mà đón coi, thẩm vấn cái
cái xe này có dùng để làm mà vươn xa được không? Thì Bồ Tát ra coi, Bồ Tát nói không được. À, hỏi sao vậy? Xe này nó có một cái chút mà ngay chỗ đó người ta dùng cái gỗ nó bị bọng, và nó bị bọng. Thì hỏi cái người mà chủ xe đó thì coi như là người ta cũng nhận cái khuyết điểm đó. Thành ra đó, Đức Vua thấy Bồ Tát giỏi quá, cũng thưởng 8 đồng tiền vàng nữa. Khi đó là có người đem cái tấm thảm lại để mà tặng cho Đức Vua, cũng kêu Bồ Tát ra để mà coi giám định cái tấm thảm đó. Bồ Tát nói tấm thảm đó có một cái khuyết điểm là cái chỗ đó nó bị chuột cắn đó. Thì quý vị thấy Bồ Tát của chúng ta mà mù mà chỉ cần mà rờ vào đó thôi là biết được những cái điều này. Thì quý vị thấy rằng cái gì ông vua cũng thưởng 8 đồng tiền vàng hết á. Thành ra lúc đó Bồ Tát nghĩ ông vua này ông không có biết cái giá trị một cái người mà giỏi như Bồ Tát vậy đó, mà khi mà làm việc cho Đức Vua, cái gì Đức Vua cũng thưởng 8 đồng tiền vàng á. Thành ra thôi Bồ Tát mình trở về không làm việc cho ông vua nữa. Khi mà trở về cái quê hương xứ sở của Bồ Tát rồi á, thì lúc bấy giờ á có một cái đoàn thương nhân, người ta chuẩn bị dông thuyền ra ngoài vùng biển để mà đi buôn, tìm được cái người trưởng đoàn, không tìm được cái người mà hướng dẫn. Thì người ta mới nghe đồn ở trong cái xứ sở của mình có một cái vị mà có một cái vị mù đó thì coi như là rất là giỏi, có cái kiến thức hàng hải, cái kiến thức về đi biển là rất là giỏi, rất là tuyệt hảo. Thành ra đó người ta đã đến mời Bồ Tát đi. Thì quý vị biết mời Bồ Tát đi á, Bồ Tát mới nói bây giờ tôi mù rồi, tìm người khác đi, tôi mù rồi mà mờ tương chi. Thì người ta nói tuy rằng ngài mù nhưng mà đối với những cái kiến thức mà ngài đã biết được ở trong tâm của ngài á, nó rất là nhiều, nó giống như là một kho tàng, giống như là vậy đó. Thành ra nó phải có ngày đi, phải có ngày đi thì chúng tôi mới an tâm. Thì người ta năn nỉ quá thì Bồ Tát đã nhận lời Bồ Tát đi. Thì quý vị biết rằng cái đoàn thương buôn này đó, khi mà đi ra biển được 7 ngày, đến ngày thứ 8 đó, thì thình lình một bão sái mùa nó đã làm cho cái chiếc thuyền đó trôi dạt vào một cái vùng biển rất là lạ, vùng biển rất là lạ. Thì lúc bấy giờ đó, những người trên thuyền nó mới hỏi Bồ Tát mình đó, là cái biển này biển tên gì mà có những cái loại cá đó mà cái mỏ đó nó nhọn như nhọn quắc mà nó nhào lộn ở trong nước xanh thẳm. Thì lúc bấy giờ đó là đây là cái vùng biển này gọi là cái vùng biển giao nhọn, mà vùng biển giao nhọn. Quý vị biết rằng Bồ Tát biết là coi như là ở cái vùng biển này có những cái loài cá dữ, thành ra những con cá khác nó không dám sống ở xung quanh. Nó sống ở xung quanh là nó sống ở nơi đây là nó bị con cá này ăn thịt nó, thành ra không có những cái cá khác. Mà Bồ Tát biết rằng là ở cái vùng biển này có cá dữ thì phải có những cái tài sản quý ở dưới đó, có những cái tài sản quý ở dưới đó, chẳng hạn như là rất là nhiều kim cương, rất là nhiều kim cương. Mà nếu mà gặp mình thì mình nói liền, chắc gặp mình hay là mình nói thường thường cái vùng biển mà có cá dữ nhiều là ở dưới đó nó có những cái vật mà cũng có giá trị. Nhưng mà đối với Bồ Tát thì quý vị thấy rằng Bồ Tát không nói. Là tại sao? Tại vì Bồ Tát biết con người mình có cái tâm tham nhiều mà. Nếu mà nói là coi như là mình là đó là mình khai thác liền đó, mà mình khai thác chưa thác được mà bị cá này nó ăn thịt. Quý vị biết đối với ở mà có châu báu, những cái đồ quý
Là quý vị thấy rằng thường thường á, là có dạ so dữ, thú dữ nó canh chừng, hoặc là ở dưới biển thì có cái dữ, có những loài rồng, loài Atula. Quý vị thấy rằng á, họ sẽ canh giữ những cái đồ đó. Mà hãy đúng cái người nào mà có phước báo đó, thì sẽ lấy được những cái đồ đó. Đó, thành ra Bồ Tát mới không có chỉ cho những người đó, những người trên thuyền, mà Bồ Tát đêm khuya Bồ Tát âm thầm lấy cây vợt ra, Bồ Tát học sâu xuống dưới đáy biển để mà vớt, vớt lên một mớ kim cương. Bồ Tát đem cất vô. Không biết quý vị còn nghe hay không? Đó, Bồ Tát một mớ kim cương lên rồi đem cất. Rồi Bồ Tát chỉ cho cái đường, chỉ cho cái đường khác để mà rời khỏi đó. Rồi quý vị thấy rằng khi mà rời bãi biển lạ đó đó, thì nó vượt qua một cái vùng biển khác, vượt qua một cái vùng biển khác. Thì khi mà qua cái vùng biển khác đó, quý vị biết cái vùng biển này là coi như là lúc bây giờ đó, cái đòn thương buôn này á, nước biển là nhìn thấy nhật bình liền. Cái nước biển nó sáng rực như một cái đám lửa mà đang cháy gì đó, đám lửa đang cháy gì đó. Thành ra cũng vô, người ta vô, người ta hỏi Bồ Tát, cái vùng biển này là vùng biển gì mà nó ngộ quá, ngộ quá ngày. Cái nước biển á, mà nhìn nó sáng rực là giống như là lửa mà đang cháy gì đó. Thì Bồ Tát mới nói cái vùng biển này nó là ông bà ta hồi xưa đó, cái vùng biển dành đai lửa. Thành ra nước ở đây á, nó có một cái độ nóng mà rất là cao, mà thành ra không có một cái loài thủy tộc nào sống ở trong cái vùng biển này hết. Thành ra các ngươi nhớ cẩn thận, đừng có rơi xuống cái nước. Nghĩ rằng cái vùng biển này là có chứa nhiều vàng, nhiều vàng. Thành ra nó cái nước biển nó trở nên có cái màu đó, nó trở nên có cái màu đó. Quý vị biết đó, những người mà người ta rừng núi mà nó nhiều cái mỏ khoáng sản đồ này kia đó, khi mà mình sống ở trong những cái vùng đó, quý vị cũng phải biết rằng là giờ giấc nào mình tắm. Ví dụ mình đi tắm mà chiều tối mà mình tắm á, mà gặp cái vùng đất á, mà nó có nhiều khoáng sản á, thì quý vị thấy rằng cái chất mà những cái chất mà của gan, của sắt đồ này kia đó, nó ở trong nước đó nó nhiều. Thành ra mình tắm vào cái lúc ban đêm á, lúc trời tối á, thì nó bị nhiễm nhiều những cái chất gan, chất chì đồ này kia đó. Thành ra những người mà người ta có cái kiến thức thì người ta có cái sự học nhiều, người ta sẽ biết cái điều này để mà người ta dạy lại con cháu. Còn Bồ Tát của chúng ta đó là đi ngang vùng biển này là biết rồi, vùng biển này là chứa vàng không. Thành ra cái nước biển màu vàng giống như là lửa đang cháy. Vớt một mớ vàng vô cất vô trong khoang rồi qua cái vùng biển khác, vùng biển nó nước lạnh buốt, rồi người ta đến người ta hỏi Bồ Tát rồi Bồ Tát biết rằng là cái vùng biển này là nó có nhiều bạn. Rồi khác Bồ Tát cũng là cái vùng, ví dụ như người ta mô tả cái vùng biển đó là như thế nào thì Bồ Tát mới nói rằng cái vùng biển nó có tên gì. Rồi Bồ Tát âm thầm biết ở dưới vùng biển nó có những cái châu báu gì, rồi cứ ngài cứ âm thầm ngài vớt lên như vậy, nhưng mà ngài không có nói. Quý vị biết rằng là cái rơi vào cái vùng biển á, mà sau cùng á, là coi như là lúc bấy giờ á, là rơi
Rơi vào cái vùng biển này là khó có mà thoát ra khỏi được. Tại vì nó giống như cái lòng chảo vậy đó. Nó giống như cái lòng chảo. Thành ra nước nào mà nó cũng giúp cái chiếc thuyền lại. Tức là thuyền bị sắp sửa bị chìm. Sắp sửa bị chìm thì những cái người mà đi ở trên thuyền đó đó mới người này cầu khẩn cái này cái kia. Dạ. Đấy Đức Thánh Tuệ. Dạ. Dạ. Thứ bảy chắc con bận dạ anh đâu có thứ bảy rồi con đi đám giỗ ba sư Phật đăng á. Dạ mà con có dẫn đoàn đi nữa. Dạ ở trên Phú Túc á. Dạ họ giảng bài số mấy này nữa. Dạ. Con chắc đi về không kịp rồi đó nè. Dạ con lệnh lại cảm ơn Đức. Dạ xin lỗi quý vị nha. Dạ thành ra quý vị biết rằng hết vô cái vùng biển này là coi như là giờ là coi như là nó không có mà nó bị ngập cái thuyền rồi. Những cái thương nhân ở trên đó coi như là quảng hốt cầu khẩn cầu trời khẩn Phật cầu nói chung là cầu nguyện đủ cái chuyện hết. Bồ Tát nói là bây giờ các ngươi đừng có cầu, không có thể nào mà thoát khỏi cái trận này hết, chỉ ngoại trừ bây giờ các ngươi là không biết ở trong cái đoạn kinh này mô tả là Bồ Tát kêu là các ngươi hãy tắm rửa cho ta rồi đem dâng cho ta một bộ đồ mới rồi lấy cái phước đó mà thoát ra khỏi được cái vùng biển này. Thì những người đó thì quý vị thấy rằng là coi như là nãy giờ là cứ vùng biển gì cũng hỏi Bồ Tát mình tới bạch ngài thưa ngài cái vùng biển này vùng biển gì bây giờ là đó. Thành ra những người thương nhân này cũng làm theo lời của Bồ Tát, tắm cho Bồ Tát rồi coi như là đem một bộ đồ mới đến để mà dâng cho Bồ Tát. Rồi sau khi Bồ Tát mặc vô rồi thì quý vị biết rằng Bồ Tát mới ra đứng trước cái mũi của chiếc thuyền thì lúc đó Bồ Tát mới coi như là phát nguyện cái câu chân ngôn: từ khi ta sanh ra cho đến nay ta chưa từng sát hại một sinh vật nào, do lời chân thật này xin cho thiền được bình an trở về quê hương. Quý vị thấy rằng cái lời nguyện của Bồ Tát là Bồ Tát nguyện sao? Từ lúc mà Bồ Tát sanh ra cho đến nay chưa từng có một ký mà giết hại chúng sanh nào hết, do cái lời chân thật này xin cho thiền được bình yên trở về quê hương. Thì lúc đó quý vị thấy rằng một cái chuyện rất là lạ, chiếc thuyền nó sắp sửa bị chìm mà tự nhiên là văng ra khỏi cái vùng biển nó liền, văng ra khỏi cái vùng biển nó liền. Quý vị thấy rằng cái lời chân thật của Bồ Tát cái lời chân thật của Bồ Tát đó, quý vị thấy nó linh nghiệm không? Đó thành ra đó nguyên một cái đoàn thuyền thoát ra khỏi được cái vùng biển đó. Chúng tôi thấy thật sự ra đó, quý vị thấy rằng Bồ Tát mình ở trong quá khứ ngày rất là hay. Rồi quý vị biết rằng khi mà về Bồ Tát mình gặp nguy hiểm,
Bồ Tát mình biết phát nguyện những cái chân ngôn từ khi ta sanh ra cho đến nay ta chưa từng sát hại một sinh vật nào, do lời chân thật này xin cho điện trở về quê hương đó. Vậy còn thời nay thì quý vị thấy rằng có những cái thiền, có những cái thiền mà người ta tu tập trước khi ta sanh ta ra. Ta là ai? Trước khi cha mẹ ta sanh ta ra, ta là ai? Ta là ai? Ta là ai? Hỏi quý vị mà mình tu tập thiền như vậy mà mình không điên sao được? Nào, mình tu tập thiền như vậy mà quý vị là điên là chắc. Bởi vậy có những cái nghe nhiều mà mình nên nghe nhiều, mình nên học hỏi nhiều, mình nên tu nhiều. Còn những cái trường hợp đó đó là mình không nên, là không nên mà làm theo. Tại vì sao? Mình làm theo là ngay trong hiện tại mình điên liền, là ngay trong hiện tại mình điên liền. Thành ra quý vị thấy rằng á, có những người á mà người ta tu cái những cái pháp môn đó đó, thành ra người ta bị tẩu hỏa nhập ma là cái chuyện đó là bình thường. Cái chuyện đó là bình thường, cái chuyện đó là coi như là tu với nó là coi như là quý vị thấy rằng à, coi như là mình chết tức tử liền. Giờ khi cha mẹ ai ta là tu tập đó, thì Bồ Tát của chúng ta đó đưa những cái số người này trở về quê hương một cách an toàn. Rồi khi đó Bồ Tát mình là coi như là mới lấy cái số những cái số mà tài sản mà vớt được ở dưới biển á, quý như vậy đó, rồi mới chia đều ra cho mọi người hết. Bồ Tát mới dạy mọi người nhớ sống ở đời phải có cái sự giữ giới, phải có cái sự bố thí chia sẻ cho nhau. Đó thì cái đoàn thiền nhân này người ta đã làm theo cái lời của Đức Bồ Tát dạy. Thành ra sau khi thân ngoại mạng chung, cả trưởng đoàn và những đoàn viên cũng sanh lên trời, tức luân chuyển giữa hai cõi trời và người. Thì lúc bấy giờ đó, là quý vị thấy rằng Bồ Tát là một cái vị Phật ở trong hiện tại này. Có nghĩa là tiền thân Bồ Tát của chúng ta như vậy á, còn 700 thiền nhân đó đó, 700 thiền nhân đó đó là cái hội chúng của Đức Phật mình ngày hôm nay. Đó, thành ra quý vị thấy rằng Bồ Tát của chúng ta rất là giỏi. Bất cứ mà những cái nghiệp mà ở thế gian là Bồ Tát cũng rất là giỏi. Vậy thì kế tiếp á, là chúng ta thấy rằng là ở trong cái chữ nghe nhiều này á, có dạy đến một cái điều khác. Đức Phật nói là ở trong cái hội chúng của Ngài đó là có hai cái hội chúng. Một cái hội chúng được huấn luyện trong khoa trương, một cái hội chúng không được huấn luyện trong cái sự chất vấn. Có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là có những người khi mà Đức Phật giảng thì không lắng tai nghe cái giáo pháp của Ngài, để tâm để mà tìm hiểu, tìm rõ những cái ý nghĩa thâm sâu vi diệu liên hệ đến cái sự giải thoát, không nghĩ rằng là những cái pháp này mà cần phải học thuộc lòng. Mà khi mà nghe đến những cái kinh điển của ngoại giáo á, ví dụ như là bói toán ngày giờ, xem sao hạn đồ này kia đó, những mà lại chú tâm nghe những cái điều đó mà lại chú tâm nghe mà cái lời Đức Phật dạy để mà thoát ra khỏi cái dòng sanh tử luân hồi này thì không chịu lắng tai để mà nghe. Còn những cái chuyện mà ví dụ như là nói về
coi bói, coi văn, coi sao, coi hẹn đồ này kia đó, nói gì những cái thực phong thủy rồi đó, là coi như là những cái hội, những cái người ở trong hội chúng đó, đó là rất là thích, là rất là thích nghe cái đó. Khi mà nghe cái đó rồi á, lại coi như là coi như là đem ra để mà bàn rồi học sâu, học rộng vô, tìm hiểu vô đó đó. Thì quý vị thấy rằng cái hội chúng đó, đó là hội chúng, đó là cái hội chúng khoa trương, là khoa trương. Còn cái hội chúng á, cái tháng á, là cái hội chúng mà được huấn luyện là trong cái sự mà không có khoa trương, mà lại có cái sự ở trong cái sự chấp vấn. Thế là quý vị thấy rằng á, đối với cái sự nghe nhiều, khi mà những cái lời kinh cao sách chánh được thuyết, được nói ra, được truyền lại, được lưu truyền cho đến ngày nay, thì chúng ta phải ráng, chúng ta cố gắng, chúng ta nghe, chúng ta tìm hiểu sâu, chúng ta học đi học lại cho thuộc lòng. Rồi nếu mà không thuộc á, thì chúng ta phải đem ra, chúng ta thảo luận, chúng ta bàn bạc, để mà chúng ta tìm được cái ý nghĩa sâu kín, cái gì nó liên hệ đến thế gian, cái gì nó liên hệ đến siêu thế. Thì những người như vậy đó thì mới được gọi là mới được gọi là cái người mà có cái sự nghe nhiều, có cái sự học nhiều đó. Thì những người này là được Đức Phật là tán thán. Quý vị thấy chứ không phải là những cái mình cũng là không có được. Trên cái bàn làm việc của mình là thí dụ như là tốt nghiệp cử nhân gì đó, tốt nghiệp cử nhân gì đó, rồi mình được đi những cái trường này trường kia để mà mình dạy, mình đi cái trường này trường kia mình dạy, rồi đi đâu thì người ta cũng biết là cử nhân hoặc là thạc sĩ gì đó. Thật sự ra con người ai không ham danh, con người ai không ham danh, con người quý vị có ham danh có, nhưng mà chúng ta biết ngừng lại, chúng ta biết ngừng lại. Những cái thời gian mà mười mấy năm về trước đó, chúng tôi ngồi chúng tôi suy nghĩ, thật ra đó quý vị biết rằng đó, thử mà bây giờ mà mình ngồi, thí dụ như giờ quý vị mà ngồi mà quý vị làm việc ở đó đi, rồi quý vị thí dụ như quý vị là Nguyễn Văn Nga đi, mà người ta để là coi như là thạc sĩ Nguyễn Văn Nga, trời ơi, nhiều khi mình nhìn cái bản hiệu đó thôi là coi như là tôi nhìn phái thích hoài luôn, quý vị thấy không? Giáo sư tiến sĩ bác sĩ, giáo sư tiến sĩ bác sĩ, quý vị thấy rằng người ta in ở trên trước cái văn phòng của người ta ghê không? Ví dụ như là bác sĩ Nguyễn Văn Nga đi, mà như là vừa giáo sư tiến sĩ rồi bác sĩ luôn đó. Thì chính bản thân của chúng tôi cũng vậy, tôi cũng vậy. Quý vị biết rằng là mười mấy năm về trước đó, mình ngồi mình suy nghĩ đó. Bây giờ mình ráng làm sao mình có nên, mình ráng mình suy nghĩ mình có nên để mà đi học, để mà tìm. Chúng tôi suy nghĩ mình có nên là mình ráng mình cố gắng mình đi học để mà mình lấy được cái bằng cử nhân hay là cái bằng thạc sĩ về để mà mình treo ở trong phòng không, mình để ở trên bàn không, rồi mình để mà mình đi dạy trường này trường kia không. Thì thật sự ra chúng tôi rất là muốn, mà trong cái thời điểm đó chúng tôi rất là muốn quý vị
Nhưng mà chúng tôi coi những cái môn học mà mình phải trải qua đó, là mình phải trải qua đó, trong đó mình phải học những cái tư tưởng Marx Lenin đồ, rồi học về những cái môn mà nó liên quan đến sinh lý đồ này kia nữa. Thì quý vị biết rằng chúng tôi nhìn, chúng tôi nói trời ơi, cái điều đó là coi như là mình thấy nó rất là uổng quý vị, uổng trong những ngày mình ngồi học đó. Thì thật sự chúng tôi biết học xong đó mình sẽ có cái bằng, mình sẽ có cái bằng cử nhân, nhưng mà thật sự ra ở trong cái ruột của mình không có, là cái ruột ở trong cái tâm của mình không có quý vị. Thành ra đó, có một lần đó chúng tôi thấy những cái vị mà có những cái mà ngồi mà học về, ví dụ như là cái chuyện mà quan hệ của nam và nữ, là khi nào mà đậu thai, khi nào mà không đậu thai, cái chúng tôi la cái vị đó quý vị, chúng tôi nói mấy ông học tùm bậy tùm bạ không à, mấy ông học tùm bậy tùm bạ không à, mình học chi mà cái chuyện mà quan hệ trong thời điểm nào mà có thai, quan hệ trong cái thời điểm nào không có thai, mấy ông học tùm bậy tùm bạ không à, không có được. Thì mấy ông nói, mấy cái vị đó mới nói học không học cái môn này là coi như là không có lấy được cái bằng, không có lấy được cái bằng, ở trong trường bắt học cái này nè, chứ ai mà rảnh đâu ở không mà học cái này. Chúng tôi mới nói trời chết, đúng là chết quý vị, là đúng là chết. Do vậy đó là mà quý vị thấy rằng á, cái sự học đó, đó nó làm cho cái tư tưởng đó, nó bị lệch lạc rất là nhiều, mà cái tư tưởng nó lệch rất là nhiều. Thành ra lúc đó chúng tôi nghĩ là thôi, mình không có bằng thiệt, nhưng mà ở trong là những cái bài kinh nào nó nằm ở đâu, hoặc là một cái lời dạy nào của Đức Phật á, nằm ở chỗ nào, ở trong cái chương nào, ở trong cái quyển kinh nào á, mình biết được là mình cảm thấy nó mãn nguyện hơn, mình cảm thấy nó vui hơn. Không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn quý vị. Đó, thành ra đó, Đức Phật tán thán cái hội chúng nào mà học những cái kinh điển mà do mà Như Lai thuyết một cách chân chánh, là có ý nghĩa sâu, cái ý nghĩa liên hệ đến siêu thế, liên hệ đến cái sự giải thoát. Thì những cái lời này là họ khéo lóng tai họ nghe, sau khi nghe rồi an trú tâm ở trong đó, rồi thực hành, rồi đem ra để mà thảo luận, để mà đào sâu đào rộng thêm, thì Đức Phật tán thán. Còn những cái chuyện mà nó thuộc về mà thế gian á, có mấy ông thế gian mấy ông giải quyết. Cái chuyện mà thuộc về thế gian á, ví dụ như từ giờ người ta muốn học phong thủy, ta học cái gì á, là tự động người ta đi tìm, người ta tìm kinh điển, người ta mở ra, người ta coi, người ta học. Cái chuyện đó mình không cần. Hoặc là cái chuyện mà thí dụ như quý vị thấy rằng á, đối với cái người mà nuôi trẻ cũng vậy, nuôi trẻ mồ côi cũng vậy nữa. Cái chuyện đó người đời người ta nuôi được, cái chuyện đó người đời người ta nuôi được. Bây giờ mình thích nuôi trẻ quá phải không, rồi chùa mình rộng quá mình thích nuôi trẻ quá phải không, rồi mình mướn, mình coi, mình tìm một hai ông bà nào đó, rồi mình phải huấn luyện nữa, mình phải huấn luyện cái người đó nuôi trẻ,
Nó còn cái tuổi đó nó phải ăn những cái thức ăn gì, cháo bằm với thịt, rồi phải bỏ cà rốt với khoai tây vô chân đồ này kia, rồi cho cháo, cháo đó nó có chất bổ. Thì mình muốn nuôi trẻ quá không, rồi mình tìm những người có kinh nghiệm, rồi về mình giao, mình cho nó nuôi những cái đứa trẻ đó. Thì quý vị biết rằng ở Việt Nam có một cái điều rất là khổ, nếu mà ngồi mà học kinh điển vậy đó thì họ không chịu, mà những người tu mà ngồi mà đứng mà tay thì bồng đứa trẻ này, tay bồng đứa trẻ kia, rồi săn sóc đứa nọ đồ này kia, thì người ta nói rằng là ông sư đó ông có tâm từ, ông sư đó ông có lòng từ, ông có tâm từ, ông lo cho những đứa trẻ, hình như là người ta thích về cái đó. Còn mà quý vị mà coi kinh điển họ nói thôi dẹp đi đó, là nó khổ như vậy. Quý vị, chúng tôi để ý thường thường cái người mà người ta mà nó sống ở bên ở nước ngoài thì người ta quý trọng, mà người ta quý trọng cái kiến thức hơn là cái trí hơn. Còn thường ở bên Việt Nam, cái vô cái chùa nào mà thấy ông nào mà coi như là cứ cuốc là cuốc đất, rồi trồng cái này trồng cái kia, vét mưa hay là nuôi đồ này kia đó, hoặc là làm trao là nhát nặng, làm nặng nhọc đồ này kia, nó được đó cái chùa này nó tu, cái chùa này mới gọi là tu nè. Còn cái chùa kia ngồi nhắm mắt liêm diêm, rồi không biết cầm cái cuốn gì đó đọc hoài, năm nào tháng nào vô cũng đọc hoài, mà sao đọc hoài cũng hết đó, thì người ta không có thích. Với mình là người ta không có thích, thành ra đó mà ở trong cái cuộc đời này. Nhưng mà thật sự ra đó, cái những cái hội chúng đó mà mình không gần họ thì họ cũng không vô nữa. Quý vị, thật sự ra có nhiều khi tại vì mình sợ họ. Có nhiều người ta nói là mình phải làm gì để mà thu hút đồ, hoặc là người ta vô thì đừng có chê, nói thôi họ chê kệ họ, họ về là mình khỏe. Cũng như có nhiều người ta hỏi tại sao chùa tôi ở chùa Nam Tông ở vắng quá vậy, nó vắng gì? Thì ngày hôm nay ngày 14 thì gia đình A lên cúng dường bữa ăn trưa cho mình, rồi mình tụng kinh, rồi mình ăn, rồi người ta đi về. Rồi ngày 15 gia đình B lên cúng dường xong rồi cho mình ăn tụng kinh, rồi mình về chỗ ai nấy về. Ngày nào cũng có người lại nó cúng cho mình ăn, đông hay là vắng gì nữa đó. Vậy mình ở mình tu vậy được rồi, chứ không lẽ giờ ngày nào cũng là xe này xe nọ, rồi quần là áo lụa, rồi nam nữ đồ này kia đi đến đi vòng như là cái hội chợ cái chỗ triển lãm sao được. Thì quý vị biết rằng thật ra đó cũng có những ngôi chùa là người ta thích xây đủ thứ ở trong đó đó, để cho ngày nào cũng có khách thập phương ta đến đó. Ta đến cái tháp chỗ này một cây nhang chỗ kia, cây nhang đồ đó, rồi ta đi vòng rồi ta về, bắt đầu người ta nói ở chùa đó đẹp lắm, nó có như vậy đó, cái đồn thổi gì cứ đi đến. Có những cái nơi chùa đó quý vị biết có nhiều vị là coi như là tu không được mà phải đi chỗ khác, ngày nào cũng người đông quá mà sao mà ở mà tu được. Quý vị hỏi ra đa phần 80% là 80% ở trong số của chúng ta đều thích đông. Bây giờ hỏi trong room này cũng vậy, ở trong room này quý vị ở một cái chùa, quý vị thích đông người hay thích vắng người, là chúng tôi bảo đảm 80% trong dân số ở trong cái room này cũng nói là dạ thích đông người, thích đông người, nghe là không có người lợi nó lợi chờ vậy đó, lợi đi vòng chờ vậy đó. Đó, thành ra có được mình sống thật sự ra đó, mình nghe nhiều, mình học nhiều, nhưng mà những cái lời của Đức Phật dạy, thành ra quý vị thấy rằng ha, khi mà Đức Phật nguyên tịnh Niết Bàn rồi đó, quý vị thấy rằng Ngạ Ananda là thuộc lòng pháp lực của Đức Phật, Ngài U Bá Lý thì coi như là thuộc trọn vẹn cái tạng lực luôn, Ngài Anuruddha đó là quý vị thấy rằng là
thuộc trọn vẹn cái bộ Anguttara Nikaya. Đó là coi như là mỗi vị thuộc trọn vẹn như vậy. Hoặc là quý vị thấy rằng không, Đức Thế Tôn giảng dạy lúc mà Đức Phật đó, mà còn tại thế, Đức Phật giảng dạy không phải mà các hàng tỳ kheo mà thuộc đâu, mà đối với các vị mà ni cũng vậy nữa. Như là quý vị thấy rằng có Tảo Ni Kha đó, là coi như là Đức Vua Bát Xê nó đi đó, là đi đến hỏi cái vị ni này, hỏi vị trưởng lão Ni Khe Ma nè, là sau khi mà Như Lai có tồn tại sau khi chết không, thì cái vị ni này trả lời cái này Đức Phật không có nói, là cái này Đức Phật không có thiết. Nó hỏi vậy thì Như Lai tồn tại sau khi chết hả, hoặc là sau khi chết không tồn tại, hỏi này hỏi kia. Rồi cái vị trưởng lão ni này nó không, mà không có trả lời. Thưa Đại Vương, Đức Thế Tôn không có trả lời Như Lai không hay là tồn tại sau khi chết gì hết đó. Thì mai mốt Đức Vua cũng gặp Đức Phật, gặp Đức Phật cũng hỏi lại Đức Phật như vậy, rồi Đức Phật cũng trả lời y như trưởng lão ni Khe Ma. Thành ra lúc đó Đức Vua là coi như là có cái sự mà cảm nhận thầy thế nào trò y như vậy, thầy như thế nào thì trò cũng giống y như vậy đó. Thành ra quý vị thấy rằng là coi như là cái đối với cái sự mà nghe nhiều rồi học thuộc lòng, mà coi như là được như vậy đó, là nó sẽ đem lại cái lợi ích. Ngay cả vua chúa mà mình còn nhiếp phục được. Quý vị biết đó, có lần đó, một cái con dạ so đó, mà nó đang ẵm con đó, đi ngang qua chùa Kỳ Viên, đang ẵm con đi ngang qua chùa Kỳ Viên đó, mà quý vị thấy rằng đó, quý vị biết rằng có một lần con dạ so nó ẵm con nó đi ngang qua chùa Kỳ Viên, khi đó nó đang đói, con của con dạ so này là đang đói, đang đi tìm vật thực á, mà đi ngang qua chùa Kỳ Viên á, mà nghe ngài A Nú Đức Thá đó là đang cũng như là đọc lại những cái lời dạy của Đức Phật á, đang đọc lại cái lời dạy của Đức Phật á, rồi cái con dạ so cái này nè mới đứng ở đó để mà đưa tâm mà lắng nghe, yên lặng đứng ở đó mà nghe. Rồi cái dạ so con á, là do nó đói quá nó khóc, nó đói quá nó khóc á, rồi cái con nữ dạ so này á, mới dỗ con á, bằng cái cách nào quý vị biết không, kêu con mình nín đi, chớ có sanh chiến động, vị tỳ khu đang tụng những lời về pháp cú, nếu chúng ta biết được học được pháp cú này rồi theo pháp hành trì, chúng ta được lợi ích, chúng ta lợi ích đó. Rồi không sát hại sinh vật, không cố ý nói láo, tự học tập giới lực, chúng ta thoát ngã quỷ. Quý vị thấy rằng là đối là cái sự mà tụng đọc mình nghe nhiều rồi làm sao quý vị, mình quay về tụng đọc nữa đó. Quý vị biết tụng đọc như vậy đó, rồi dạ so đi ngang mà nó còn phải ngừng lại nó nghe, nó ngừng lại nó nghe. Quý vị biết không, có những lúc quá, trước khi chúng tôi tụng kinh chúng tôi cũng ưa thỉnh chư thiên, có nhiều vị cứ hỏi thỉnh về chư thiên có xuống nghe không, xuống nghe thì tốt, còn nghe thôi chứ sao, ngộ không, còn cái chuyện tôi thỉnh thì tôi thỉnh chứ giờ không lẽ giờ quý vị muốn ví dụ như giờ tôi ăn cơm mà tôi phải tụng bài kinh này, tại vì giống như là cái nguyên tắc vậy đó, là giống như bên chúa người ta ăn cơm người ta phải làm dấu, người ta phải làm dấu hả, đó. Thành ra đó là khi mà mình tụng kinh hiện giờ mình thỉnh, thí dụ như giờ trước khi quý vị bây giờ quý vị tụng kinh ở trong râm cũng vậy,
À, quý vị tụng kinh ở trong rung cũng vậy nữa. Xin thỉnh các vị chư thiên, là những người phước mặt phước mài ở xung quanh nơi đây, hãy quy tụ đến đây nghe chúng tôi tụng kinh lễ bái Tam Bảo, tán dương ân đức, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Sau khi chúng tôi tán dương rồi, Ngài sẽ chia phần phước này đến thì mong các vị được an lạc lâu dài. Thì giờ quý vị trước khi quý vị tụng kinh trong rung thì quý vị thỉnh vậy đó ha. À, rồi ai người ta lại hỏi thỉnh như vậy chứ thêm với mấy người phút mặt phút mày có lợi nghe không? Thì lợi nghe tốt, còn nghe thôi chứ sao. À, còn cái chuyện tôi thỉnh trước khi tôi tụng thì tôi thương xót đến những cái loài đó tôi thỉnh, còn giờ thì họ lợi họ nghe tốt, còn không nghe thôi chứ làm gì mà hỏi móc hỏi giận hỏi dèo gì vậy trời. À, phải không quý vị? Còn thôi bây giờ quý vị thí dụ như giờ đó, trước khi chúng tôi ăn cơm là chúng tôi thương tưởng đến những người phước mặt phước mài, chúng tôi mong những vị phước mặt phước mài ở xung quanh ở đây xung quanh ở đây hãy đến đây nghe chư tăng tụng kinh sao vậy? Nhờ quý vị thấy nghe nè, thí dụ như giờ nó có hai cái trường hợp đó. Thí dụ giờ chúng tôi quý vị cúng dường cho chúng tôi ăn, quý vị cúng dường cho chúng tôi ăn đi, phải không? Thì trước khi chúng tôi ăn thì chúng tôi tụng kinh. Giờ chúng tôi tụng kinh với một cái tâm niệm là chúng tôi thương tưởng thân bằng quyến thuộc quý vị đã quá giảng, hoặc là của ai đó, hoặc là những cái vong linh tử nạn ở xung quanh ở nơi đây. Thành ra chúng tôi thỉnh các vong linh này hãy đến đây nghe chúng tôi tụng đọc Phật ngôn. Sau khi tụng đọc Phật ngôn rồi rồi tôi chia cái phước này đến các vị, mong các vị được an lạc lâu dài. Thì một là chúng tôi làm với cái tâm niệm đó, hai là chúng tôi nói thôi tại tôi cũng đâu có phái tụng kinh, tại cái bà này mà cúng cho tôi vậy là tôi cái kỹ thuật ăn á, kỹ thuật ăn là trước khi ăn là mình phải tụng vậy đó. Giống như là mình ca sĩ mình phải hát một bài người ta mới cho mình ăn á. À, rồi quý vị thấy hai cái tâm lý đó, quý vị muốn mình chọn tâm lý nào? À, mình chọn tâm lý nào quý vị? Thì bây giờ á, trước khi á, mình làm cái điều gì đó, mình nhớ tưởng đến là mình thương tưởng đến là những cái vong linh, những cái người mà phước mặt phước mài, những cái chúng sanh ngã quỷ rồi này kia đó, thì mình muốn người ta đến người ta nghe kinh nó tốt quý vị. Còn chứ không lẽ giờ kêu họ đi nghe mấy người mà gây lộn, hoặc là nghe mấy người mà nói xấu với nhau đồ này kia. Nhưng mà chúng tôi nói cho quý vị nghe nha, quý vị nghe nha, là những cái sự tranh cãi của mình hoặc là những cái điều gì mình nói đó, các vị chư thiên ta nghe nha quý vị, thiên nhân cõi thấp được người ta nghe. Thành ra mới có cái bài kinh này đó, cái bài kinh mà chúng tôi đang giảng hạnh phúc kinh này nè, là coi như là quý vị thấy rằng các vị thiên á, các vị mới có cái sự bàn tán với nhau như thế nào là hạnh phúc, như thế kia là hạnh phúc đồ này kia, rồi mới lên hỏi vua trời để thích, rồi á, các vị mới chỉ kìa, có Đức Phật đó kìa, sao đi đến hỏi Đức Phật đi đó, mới chỉ đi đến hỏi Đức Phật đó. Thành ra mới có cái bài kinh này chứ không phải là tự nhiên có đâu đó. Thành ra đó quý vị thấy rằng cái chuyện mà mình học nhiều, mình nghe nhiều, nó sẽ đem đến cái điều lợi ích. Hôm nay thì chúng tôi trình bày đến quý vị cũng về cái chữ nghe nhiều này. Kỳ sau thì chúng tôi sẽ trình bày cho quý vị nghe thêm, sau khi nghe rồi mình phải thảo luận về Phật Pháp nữa. Thảo luận về Phật Pháp nữa, cái chương trình này nó dài lắm quý vị. Ngày cái chương trình nó dài lắm, thành ra mỗi ngày chúng tôi giảng một phần như đó, để chừng nào hết thôi, chứ chúng tôi quyết định rồi, không có đi nhanh, chừng nào hết cũng được, không sao. Thành ra do vậy đến bây giờ thì cũng hết cái thời gian của lớp học rồi, nên chúng tôi xin được tạm ngưng dứt lời. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành tâm dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, mong quý ngài quý vị được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama.
và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên ngự trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là chư thiên vua trời Đệ Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên xung quanh nơi chủ ngụ của chúng tôi và nơi nhà quý vị, luôn cả các vị long vương, càng thác bà, ngã quỷ, A-tu-la, những chúng sanh già so, những chúng sanh phước mặt phước mài, chư thiên chúa diêm vương, mong các vị hoan hỷ thọ lãnh cái phước này để được an lạc lâu dài. Nam mô Bụt Thà Giá. Nam mô Bụt Thà Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Tính đã giảng bài hôm nay rất là hay bạch sư. Dạ nếu mà cái chữ nghe nhiều mà sư giảng một cái thời gian lâu như vậy, con nghĩ là hết cái bài hạnh phúc kinh này chắc mình phải học hơn 2 năm phải không quý vị? Quá là hay bạch sư, sư càng đi chậm càng vô sâu càng hay bạch sư. Dạ bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin kính thỉnh sư Tuệ Nhẫn thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Dạ con xin dâng mít lại cho sư ạ. Dạ con thấy hình như là sư không có mặt trước máy. Dạ thôi bây giờ thời gian cũng vừa phải lẻ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ dạ con dâng mít lại cho sư ạ. Phavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba buddha nuphave nasarasothi phavantu te phavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata Sabbathamma lupavena sarasothi phavantu te phavatu sabba mangalang rakkhantu sabba devata Sabbasankha lupavena sarasothi phavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thạnh nói thường thường đến người. Xin cho quả có tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xà thu xà thu xà thu. Dạ con xin kính tri ân sư Tuệ Nhẫn đã thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng ạ. À. Dạ thưa bây giờ xin mời quý vị cùng với Nguyên Như hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề hoa tà san ti vi ha ra hoa si ni thủ bế ca rê bồ thi ca rê tà hình tà hình tà tham ma đà nê na pha văn tu pu chi ta bò thân ca ron tê tha vi ha ra măng đà lê thế ra cha mắt cha na hoa ca cha phình kha vô xa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha i sa ra sắp ba na phu ta su khi ta pha văn tu tê cha la bu cha ye bi cha an da sam pha qua san se da cha ta tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma hòa răng pa tình cha tê sam bê bi đúng kha sa ca ron tu sang kha dân tha tu chi răng sa tăng tham mô tham mắt tha ra cha bung ga la sang khô hô tu sa mắt vô qua anh tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng ca tu san tham mô sắp bê bi tham ma cha ri no vua thân sam ba bu này ya ma tham ma ri yam ba quê đi tê y đằng nô nhá ti nàng hô tu hoàn tu nhà ta vô y đằng nô nhá ti nàng hô tu su khi ta hoàn tu nhà ta vô y đằng nô nhá ti nàng hô tu su khi ta hoàn tu nhà ta vô y đằng quá tám mê buồn nhằn à sáu quắc khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng,
Cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và Nguyên Như xin hẹn lại chư vị vào buổi học trong Nguyên Như Kỳ Viên ngày mai là buổi tối thứ 5 ở Mỹ và buổi sáng thứ 6 ở bên Việt Nam. Ngày mai sẽ do giảng sư Quy Niệm phụ trách. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.